Dân đáp chọn lọc. Sự để ý. Dân, sư phụ có nghĩ là trong đời sống hàng ngày, làm việc thật cẩn thận là một điều quan trọng hay không? Chú tâm tới chi tiết, cẩn thận và để ý, hết sức chú tâm như trong truyền thống nhà Phật. Hay phần đông chỉ nên lo chuyện tu hành ngày 2 tiếng rưỡi, giữ giới luật là quan trọng, là đủ, không cần phải lo để ý gì nhiều. Sư phụ, tôi nghĩ rằng quý vị cũng nên tập để ý. Nếu lái xe thì tôi khuyên quý vị nên hết sức để ý. Nếu sử dụng máy móc đang chạy hết tốc lực trong các công xưởng thì tôi khuyên quý vị nên dùng cái tâm để ý của nhà Phật. Nói như vậy, thật ra mỗi ngày chúng ta đều chú ý. Chúng ta phải như vậy. Nếu quý vị ngồi trước máy điện toán, nói nghe thử quý vị có chú ý vào máy điện toán hay không, hoặc để ý tới điện thư hay tới mạng lưới Internet. Nếu không chú tâm vào đó, thì làm sao làm việc đúng được? Quý vị phải để ngón tay làm sao cho mũi tên nằm ngay chỗ mình muốn, rồi phải đọc tin tức, tài liệu trên đó. Thành thử lúc nào chúng ta cũng để ý, có điều chúng ta không nói tới điều đó mà thôi. Tôi cũng xin vắn tắt rằng, trong đời sống hàng ngày, bất cứ làm việc gì hãy làm với tấm lòng, với sự tập trung tối đa, làm hết sức mình. Đó là một cách chú ý. Nếu không, niệm danh năm vị cũng cho quý vị tập trung. Đó là một sự lưu tâm, để ý. Vì lưu tâm nên quý vị không sát sanh, ăn uống trường chay, tinh khiết. Vì để ý mà quý vị có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, công việc. Vì chú ý mà quý vị không phạm tội đối với luật pháp hoặc hại người. Tất cả những điều này là chú ý, luôn luôn như vậy. Tôi không đưa ra nhiều pháp môn rồi đặt tên cho chúng. Đức Phật thích tên, Ngài cũng thích các con số, Ngài là đàn ông. Tôi chỉ dùng lý lẽ thường tình mà thôi. Ngài đặt tên cho rất nhiều thứ, nhưng nếu phải học thuộc lòng hết mấy cái này, quý vị sẽ quên mất việc tu hành. Có những cái tên như Tứ Khổ, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Thập Nhị Bát gì đó, 50 Phép Ma, 108, vân vân. Ngài thích các con số, Ngài đặt tên cho chúng, Tứ Diệu Đế, Bát Khổ và 7 cách để khai ngộ. Ngay cả mới sinh ra đời, Ngài đã bước 7 bước, quý vị có tin không? Tôi chỉ dạy quý vị một cách đơn giản, chúng ta chỉ có 5 giới luật mà quý vị đã thấy khó giữ lắm rồi. Chúng ta đang sống trong thời đại mới, không có thời giờ cho Bát Chánh Đạo, Tứ Khổ, Thập Nhị gì đó, rồi lại đặt tên cho sự chú ý này kia đủ thứ. Không cần. Nói quý vị hay, cứ làm y những gì tôi dạy, quý vị sẽ đạt được. Tôi hứa, đơn giản vậy thôi. Quý vị là minh sư. Nhấn, khi chúng ta tiến vào thời đại hoàng kim, như vậy có nghĩa là rất nhiều đồng tu sẽ nhảy lên đẳng cấp thứ năm và trở thành minh sư, phải không? Nếu đúng như vậy, thì con xin được đem lên đẳng cấp thứ năm bởi vì con ngán ở dưới này rồi. Sư phụ, quý vị muốn cao thế nào thì sẽ được thế đó. Quý vị chỉ cần muốn được như vậy. Mọi người đều ngán, nhưng ta nghĩ quý vị là minh sư rồi. Nếu đợi đến thời đại hoàng kim mới nhảy lên và trở thành minh sư hơn, thì không biết tôi sẽ đi đâu. Quý vị là minh sư của mình rồi, nếu nói về vận mệnh. Quý vị đã có mọi thứ mà quý vị muốn, không cần đánh số 5 hay số 4 gì nữa cả. Đó là mấy cái của Phật, chúng ta không cần biết. Chúng ta phải vui, phải tự tin và khẳng định. Hãy bỏ tư tưởng đó đi, mỗi lần nghĩ mình đẳng cấp thấp. Hãy bỏ tư tưởng đó đi, mỗi khi cảm thấy buồn bã, bị vùi dập. Việc này khó, nhưng đó là cách để đánh đuổi phiền não. Đó là cách quý vị trở thành cao hơn. Quý vị không thể muốn ở đẳng cấp thứ năm cùng lúc nghĩ rằng mình thấp kém, bị nghiệp chướng đánh đập và bi quan. Tôi không thể giúp được. Quý vị là người quyết định quý vị muốn ở đẳng cấp nào, không phải tôi. Tôi không thể gia trì cho quý vị. Quý vị gia trì cho quý vị. Giả sử tôi nói được, hãy lên đẳng cấp thứ năm, tôi gia trì cho quý vị. Nhưng đầu óc quý vị
vẫn quen với thói nghĩ phủ định, buồn bã, bi quan. Quý vị phải huấn luyện đầu óc của mình, nói nó rằng quý vị là chủ, bảo nó nghĩ cái gì, làm cái gì, cảm thấy như thế nào và ra lệnh ở rằng cấp nào. Khi làm được như vậy thì quý vị biết rằng mình là chủ, là minh sư. Quý vị là minh sư rồi, có điều chưa thuyết phục nổi chính mình mà thôi. Quý vị phải làm việc với chính mình. Ánh sáng và âm thanh là bản chất của chúng ta. Dấn, con muốn biết tại sao tu ánh sáng, âm thanh là phương pháp tốt nhất để được khai ngộ. Sư phụ, vì nó tốt nhất, không cần phải giải thích. Dấn, sư phụ không giải thích một chút nữa được sao? Sư phụ, càng giải thích, tôi càng thấy nó như rác rến. Thật tình, làm sao giải thích được mặt trời? Nó chỉ như vậy thôi. Bởi vì đó là chúng ta, ánh sáng và âm thanh là bản chất của chúng ta. Quý vị trở về với chính mình. Nếu được là chính mình, thì còn gì có thể làm quý vị vui sướng hơn? Còn gì có thể làm cho con cá sung sướng hơn nếu nó được ở trong nước? Tại sao nó vui hơn trong nước? Bởi vì nó là cá. Bảo tôi giải thích thì tôi không biết. Nếu thấy vui sướng là quý vị biết rồi. Nếu không thấy vui sướng thì đi tìm chỗ khác, rồi sau đó trở lại. Nó tốt nhất. Tôi chỉ biết vậy thôi. Nếu quý vị muốn có chứng nhận thì chúng ta có thể tìm thấy trong kinh thánh như Thánh John, nghe thấy tiếng kèn. Và Thượng Đế đến nói với giọng nói như sấm. Khởi đầu là ngôi lời, chúng ta từ ngôi lời đó mà ra. Đó là âm thanh. Thành tử sống trong môi trường của mình chắc chắn là tốt nhất. Nó là như vậy. Kinh điển Phật giáo cũng nói như vậy. Kinh Koran luôn luôn nhắc tới ánh sáng và âm thanh. Nói rằng đây là bản chất của chúng ta. Bây giờ quý vị biết, nói về phương diện khoa học, thì chúng ta là ánh sáng và âm thanh. Chúng ta là năng lực. Thành thử, còn gì khác có thể làm cho chúng ta vui sướng nhất nếu đó không phải là chính chúng ta? Trở lại môi trường của mình và nhận thức được chính mình, đó là tốt nhất. Chỉ có vậy thôi. Dấn, như vậy là nhìn thấy ánh sáng của mình và nghe thấy âm thanh của mình. Sư phụ, không phải là nhìn thấy ánh sáng của mình mà quý vị là ánh sáng. Không phải nghe thấy âm thanh của mình mà quý vị là âm thanh. Quý vị là chấn động lực tạo nên toàn cõi vũ trụ. Quý vị là cái đó. Quý vị là chỉ huy trưởng của vũ trụ. Càng ngộ ra mình như vậy, quý vị càng nhiều lực lượng và càng tự do hơn. Thay vì thấy mình là thân xác này, là móng tay này, là cái này, cái nọ, quý vị thấy rằng không, không, không. Ta là tạo hóa, ta là ánh sáng, ta là âm thanh, ta là cái tuyệt đối đó. Lực lượng của Thạch Anh và sự tu hành. Dân. Kính chào sư phụ, trong mấy ngày vừa qua con được gặp gỡ nhiều người rất tốt, dễ thương. Một người biết nhiều về Thạch Anh, pha lê và lực lượng của Thạch Anh. Con cũng đeo Thạch Anh, nhưng con không thú nhận là con có khả năng gì về những cái này. Nhưng người này biết chút đỉnh về cách dùng năng lực của Thạch Anh. Con nghĩ rằng trong tờ đơn nhỏ xin tâm ấn có nói không nên dùng lực lượng gì đó. Con nghĩ anh ấy hiểu rằng có lẽ anh không nên theo đuổi việc này nếu anh tu pháp Quán Âm. Con thấy hơi khó chấp nhận điều này. Nếu anh ấy có nhiều tình thương, muốn giúp người khác, thì tại sao làm như vậy là xấu? Có xấu không? Anh ta không nên làm chuyện đó hả? Sư phụ, thử đi. Dấn, cái đó không xấu hả? Sư phụ, không. Dấn, tốt lắm. Con không nghĩ rằng nó xấu, con chỉ muốn biết rõ hơn để anh ta cũng đừng nghĩ như vậy. Sư phụ, nhưng Thạch Anh là Thạch Anh, nó không phải là lực lượng Thượng Đế. Có thể nó chỉ là tạm thời như thuốc tây, dược thảo. Nó có thể phụ thêm vào, nhưng không phải là năng lực tối cao, vậy thôi. Nếu con người bám víu quá nhiều vào những đồ vật bên ngoài thì không tốt. Bởi vì chúng ta đã bám víu nương dựa vào quá nhiều những thứ bên ngoài, như dựa vào bác sĩ, vào thuốc men, dựa vào Thạch Anh,
dựa vào thần thông, vân vân. Cho nên bây giờ quý vị đến đây, tao nói, tới giờ rồi, vô đây, quý vị sẽ được viên thạch anh lớn hơn, hãy dùng nó. Nó là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn và không tốn tiền gì cả. Quý vị không phải đeo vào người, không phải đánh bóng nó và không lo bị mất. Thành thử, tùy ý quý vị có muốn loại bớt những đồ chơi nhỏ ấy đi không? Nhưng vẫn đeo được nếu quý vị cảm thấy nó có lợi. Đối với tôi không sao. Nhưng đừng bám víu vào đó, vậy thôi. Cũng đừng dạy dỗ người khác rằng thạch anh có thể làm khỏi bệnh này nọ. Bởi vì có một năng lực vĩ đại hơn cả thạch anh. Hãy ráng nhắc nhở người khác như vậy. Nó tồn tại lâu hơn và chữa bệnh tốt hơn. Tạo nên một từ trường khẳng định bao quanh. Dấn, có thể nào khi quán quan xong? Thiền ánh sáng. Ngày hôm sau trở lại nhà, vô phòng mà mình đã quán quan hôm trước, mình nghe thấy âm thanh chấn động. Sư phụ, có chứ, dĩ nhiên. Ngay cả bức tường cũng có chấn động, trần nhà cũng chấn động. Đúng ra là phải như vậy. Quý vị ngồi thiền chỗ nào, năng lực ở lại chỗ đó. Bởi vậy, phải luôn luôn làm việc tốt để quý vị được bao bọc trong năng lực tốt. Thậm chí nói chuyện về hành thiền, nói chuyện về Thượng Đế, về lực lượng minh sư và về những điều hay lẽ đẹp cũng sinh ra năng lực tốt. Cho nên khi ngồi thiền, quý vị tạo nên năng lực tốt và nó ở lại chỗ đó. Càng ngồi thiền chỗ đó nhiều bao nhiêu, năng lực càng dày. Càng nói chuyện về điều tốt bao nhiêu, bức tường năng lực bao quanh quý vị càng dày. Sau đó, đồng khí thì tương cầu, quý vị sẽ hút năng lực tốt từ những phương hướng khác nhau. Cho nên, đi đâu quý vị cũng mang theo cái kêu bằng bọc năng lực từ trường tốt bao quanh. Và mang theo nhiều năng lực tốt bao nhiêu, quý vị càng cảm thấy dễ chịu. Càng cảm thấy dễ chịu, quý vị càng nói về những điều tốt, những điều khẳng định. Càng nói về những điều tốt, khẳng định và càng làm những điều tốt, quý vị càng tạo nên nhiều năng lực tốt. Càng tạo nên nhiều năng lực tốt, quý vị càng cảm thấy dễ chịu và càng làm những điều tốt hơn và không bao giờ dứt. Cho nên, đừng bao giờ rơi vào cái vòng phủ định, hãy ở trong khẳng định. Tôi biết điều đó khó lắm, bởi vì đôi khi người ta kéo mình xuống, nhưng phải cẩn thận, coi chừng. Luôn luôn ở về phía khẳng định, nói điều tốt, làm điều khẳng định càng nhiều càng tốt, bảo vệ cho mình. Quý vị sẽ tạo nên một căn nhà tuyệt vời, một cái nhà lưu động, để mỗi lần đi đâu, quý vị mang theo ánh sáng, chấn động lực tốt, từ trường tốt. Và càng mang theo nhiều cái đó, quý vị càng lôi cuốn. Và càng lôi cuốn, quý vị càng mạnh và càng khẳng định. Khai mở lực dương. Dấn, thưa sư phụ, con hiểu những gì sư phụ giải thích về lực lượng dương. Nhưng xin ngài nói rộng thêm về những hoàn cảnh nào mà lực lượng dương này có thể giúp ích chúng ta. Sư phụ đã đưa ra nhiều ví dụ, xin ngài cho thêm một ví dụ nữa được không? Sư phụ, lực dương có rất nhiều công dụng ở thế giới này. Có thể chúng ta không cảm thấy, nhưng thật tình nó đang giúp chúng ta. Khi đã mở và sử dụng lực dương này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui, hạnh phúc. Giả sử quý vị thấy một người nghèo khổ, cô độc, ốm đau, lòng thương bỗng nhiên trỗi dậy. Quý vị cho ông ta một ít tiền và săn sóc ông một thời gian. Làm vậy, quý vị thấy rất dễ chịu. Đó là lực lượng dương đang giúp người đó và quý vị. Đó không chỉ là một hành động hay một cảm giác ngoài mặt. Sau này, nếu quý vị ngã bệnh, người khác sẽ giúp đỡ quý vị rất nhiều, nhiều hơn là quý vị đã giúp. Giả sử quý vị giúp người nào đó 100 đô, về sau, khi quý vị đau ốm, người khác có thể giúp quý vị 1.000 đô. Hoặc nếu quý vị hay giúp đỡ người bệnh lúc còn khỏe mạnh, thì có thể trong tương lai, quý vị sẽ không bao giờ đau ốm. Lực dương giúp chúng ta bằng cách đó. Tuy nhiên, chúng ta ít khi dùng lực dương bởi vì chúng ta quá yếu và thường hay bị lực âm khống chế. Do đó mới cần một vị minh sư tại thế giúp chúng ta mở vòi của lực dương, lực lượng vạn năng. Bây giờ nó không chạy, chỉ lấy được mỗi ngày vài giọt.
Một khi được minh sư sửa lại, chúng ta vặn lên, nước sẽ chảy ra xài không hết. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều nước và không cần sửa chữa gì nữa cả. Chúng ta không phải đợi nó nhỏ từng giọt. Cả ngày chỉ hứng được một chút. Mỗi lần mở vòi, nước sẽ chảy ra rất lẹ. Lực lượng dương ở trong chúng ta. Thí dụ như mỗi ngày sau khi tâm ấn chúng ta giao tiếp với Thượng Đế, với bản lai diện mục và với những thánh nhân, chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đức Phật hoặc thấy Phật Bà Quan Âm đối diện với họ và có thể xin bất cứ điều gì. Lời cầu nguyện của chúng ta được đáp ứng ngay lập tức. Chúng ta cầu thông với lực lượng vạn năng và được ban cho nhiều hơn là chúng ta cần. Đó mới là lực dương thật sự. Từ đó về sau, nó sẽ săn sóc cho linh hồn chúng ta. Nó sẽ lo cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ở cõi đời này và chúng ta sẽ được tốt đẹp về mọi phương diện. Pháp môn Quán Âm chữa được mọi bệnh tật, kể cả những thứ bắt nguồn từ vô minh, đau khổ, tham, sân và si. Nó chữa được bệnh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Con đường duy nhất mở ra cho chúng ta đi, đó là lên thiên đàng, tịnh thổ. Chúng ta sẽ không bị đọa địa ngục hoặc trở lại chịu những khổ đau trong thế giới loài người. Đương nhiên, cũng có thể trở lại làm người nếu muốn. Nếu muốn giúp đỡ kẻ khác, chúng ta có thể trở lại đầu thai làm kiếp con người. Tuy nhiên, đó là quý vị tình nguyện. Khác với trường hợp bị kéo xuống bởi nghiệp chướng để phải chịu luân hồi, vô minh, đau khổ. Lực dương không thể nào tưởng tượng. Trước khi nó được khai mở, chúng ta sống trong cô đơn, đày đọa. Nhưng một khi nó đã mở ra rồi, chúng ta cảm thấy mình trở nên vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta hạnh phúc hơn, tự tại hơn và bớt những nhu cầu đòi hỏi, bớt những luyến lưu, ràng buộc vào thế giới vật chất này. Lúc bấy giờ, rất dễ cho chúng ta xả bỏ trần gian. Hiện giờ, lực dương của quý vị chưa được mở, mặc dầu từ nãy giờ tôi đã nói rất lâu, nhưng quý vị vẫn không hiểu hoàn toàn. Khi nó được mở ra trong giờ phút truyền tâm ấn, quý vị sẽ hiểu và biết lực dương giúp ích quý vị như thế nào mỗi ngày. Nói gì được khi nó chưa mở? Giống như không biết mua gì khi chúng ta không có tiền. Nhưng nếu có tiền rồi, thì chúng ta có thể mua bánh mì, đậu hũ, mì căn, thậm chí còn cưới vợ được. Lực âm cũng có lợi. Dấn, thưa sư phụ, ngài vừa giới thiệu về lực dương. Xin ngài giải thích lực âm có lợi cho chúng ta như thế nào? Sư phụ, nếu làm chủ được lực lượng âm, thì nó cũng có thể giúp chúng ta. Thí dụ như người ta nói rằng tiền bạc là nguồn cám dỗ, nó khiến chúng ta giết người, ly dị, anh em xa cách, phá hoại gia đình, dụ người khác nhận đút lót trở thành viên chức tham nhũng, biến người tốt thành xấu. Tuy nhiên, nếu biết cách xài tiền đúng chỗ, thì có nhiều tiền càng tốt. Nếu cho tiền những người tham lam, bị mê hoặc vì đồng tiền, thì họ chỉ có thèm hơn mà thôi. Nhưng những người biết dùng tiền, thay vì chỉ chiếm hữu đồng tiền, họ sẽ tiêu xài rộng lượng. Những người này có tiền nhiều là chuyện rất tốt, để họ có thể giúp người nghèo, trẻ mồ côi, quá phụ, hoặc xây nhà thương cho người bệnh. Như vậy tiền không xấu. Lực lượng âm giống như điện cực có điện âm. Thiếu âm cực, đèn không thể sáng. Do đó, lực lượng âm và lực lượng dương thật ra cùng một lực, nhưng làm hai công việc khác nhau. Nó chỉ thành xấu khi chúng ta không biết cách dùng. Cho nên, chúng ta cần một vị minh sư khai ngộ cho chúng ta biết cách dùng lực âm để lợi ích chính mình. Một khi tu hành pháp quán âm, chúng ta nhận thấy rằng không có gì thật sự tốt hay xấu, không có âm hay dương. Chúng ta thấy nó khác chỉ vì không hiểu mà thôi. Đối với một người không cai ngộ, ngay cả lực dương cũng có thể không tốt cho họ. Không biết cách dùng, họ có thể xài vào chuyện xấu. Thí dụ như nếu một người không khai ngộ thấy người kia tử tế, họ có thể lợi dụng lòng tốt của người đó rồi mượn tiền đi cờ bạc, uống rượu. Ngược lại, một người khai ngộ có thể biến ngay cả lực âm trở thành một điều lợi ích. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Costa Rica
vào ngày 3 tháng 6 năm 1989, Nguyên văn tiếng Trung Hoa, ban thâu hành số 80. Bản tin Thanh Hải vô thượng sư số 132.